Ok, và luôn xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và tiếp theo đây thì là cũng là thứ hai đầu tuần mọi người ạ. Đó thì mình lại tiếp tục lên quay cho mọi người các dòng xe đó như là mới và của cửa hàng mình mọi người nhá. Đó, trước khi vào video thì mình xin chúc được tất cả anh dì cô chị chú bác như mình có một ngày thật là nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui bên gia đình. Đó, ngày đầu tuần thì mạnh khỏe này, hạnh phúc này. Đó, làm ăn thì mua may bán đắt này. Đó, còn quá trời là bao la bát ngát bạt ngàn cho mọi người thôi lựa chọn nhá. Đó. Mọi người xem video thì cho cửa hàng mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một lượt like ạ. Đó, cửa hàng cảm ơn mọi người rất chia là nhiều luôn ạ. Đó, có quá trời là bát ngát, bạt ngạt xe luôn mọi người nhá. Đó, Winatech mọi người ạ. Đó, dòng Winatech này là dòng phân khối cao nhất trong dòng Win mọi người nhá. Đó, giá rất chi là phải chăng, rất chi là yêu thương luôn. Giá chỉ có 15 củ khoai thôi mọi người nhá. 15 củ khoai này, Winatech bản 140. Bản này là bản phối màu đỏ đen mọi người nhá. Đó, đỏ đen rất chi là đẹp luôn. Xe này là xe mới tinh 100%, chưa lăn bánh, chưa có bình, chưa đổ xăng mọi người nhá. Đó, dưới chữ lốc máy có chữ Datech mọi người nhá. Datech. Đó, bản là bản máy nằm. Đó, bản lốc đồng mọi người nhá. Rất chi là đẹp luôn, giá chỉ có 15.500 thôi mọi người nhá. 15.500. Đó, bên đây thì có một mẫu Super Cup. Xe này là xe của Việt Thái mọi người nhá. Đó, giá chỉ có 15.500 luôn. Đó, phía ngoài đây thì còn khá là nhiều mẫu xe hơn. Đó, Charlie mọi người nhá. Đó, Charlie này là Charlie mới tinh mọi người nhá. Đó, dòng này thì thích hợp cho các anh chị em mình nào đó lớn tuổi hoặc là con em đi học chạy những cái dòng này khá là sướng mọi người nhá. Đó, giá thành cực kỳ phải chăng luôn. Đó, bao là bắt ngát bật ngàn mọi người nhá. Đó, rim này mọi người ạ. Rim này là rim mới tinh mọi người nhá, rim Việt Nam sản xuất ra. Đó, bao là bắt ngạt bật ngàn luôn. 67 mới tinh mọi người nhá. Đó, 67 này là 67 110 phân khối. Đó, dòng này là dòng đời mới mọi người nhá. Mọi người nào mà xem được cái video này thì rất chi là may mắn luôn. Đó, mình xin thông báo luôn mọi người nhá, dòng 67 này đó và dòng Lifan CG này đã ngừng sản xuất rồi mọi người nhá. Đó, giờ chỉ còn là những chiếc xe này thôi. Đó, hàng tồn kho mọi người nhá, thanh lý hết toàn bộ luôn. Đó, CG bản máy đứng cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có 19 triệu thôi mọi người nhá. 19 triệu. 67 thì sẽ rẻ hơn, 18 triệu thôi mọi người nhá. Rim này chỉ có 15.500 thôi. Đó, 15 triệu thôi mọi người nhá, 15 triệu thôi. Đó, đa dạng về mẫu mã, đa dạng về màu sắc. Đó. Mọi người thích màu gì thì cứ liên hệ nhá. Đó, cháu 7 này thì cửa hàng mình có 7 sắc cầu vồng luôn. Đó, Super Cup này. Đó, bao la bát bát ngàn luôn. Đó, mình sẽ xin phép được giới thiệu xe luôn mọi người nhá. Đó. Như đợt này thì cửa hàng mình đa dạng về rất chi là nhiều mẫu xe luôn. Đó, hai chiếc Rebel bản 300 mọi người nhá. Đó, để nói về cái dòng Rebel 300 này thì mọi người chạy rất chi là sướng luôn. Đó, rất chi là mạnh mẽ mọi người. Những cái dòng Rebel 300 này thì mọi người chạy rất chi là mạnh mẽ luôn mọi người nhá. Giá thành cũng rất chi là phải chăng luôn. Chiếc này cửa hàng đang để giá cho mọi người chỉ có 90 triệu thôi mọi người nhá, 90 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình xin nhắc lại mọi người nhá. Trong quá trình mà mình quay mọi người có thể xem video được trực tiếp và chi tiết thì mọi người có thể chụp ảnh màn hình lại và gửi qua số Zalo. Đó, số Zalo thì cửa hàng mình đã ghim dưới phần mô tả hết rồi mọi người nhá, mọi người yên tâm. Đó, như chiếc FZ750 này đi. Đó, mọi người có thể xem video được trực tiếp thì mọi người có thể chụp ảnh màn hình lại. Đó, mình sẽ để đây cho mọi người chụp luôn. Đó, bản này là bản đặc biệt trong dòng FZX bản 750. Đó, mọi người cũng khá là khó, rất là hiếm trên thị trường luôn. Đó, chiếc này cửa hàng đang bán xả lỗ cho mọi người chỉ có 129 củ khoai thôi mọi người nhá. Đèn led con này đi, đèn này là đèn L4 mọi người nhá. Đèn này thì mọi người đi khá là sáng luôn. Đó, giá chỉ có 129 củ khoai thôi mọi người nhá. Đó, cửa hàng mình thì nằm ngay đường số 14 Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương mọi người nhá. Đó, mọi người cứ có dịp thì mình xin phép được mời mọi người đến ghé thăm cửa hàng mình. Đó, và xem xe cho trực tiếp mọi người nhá. Đó. Đây, Rebel bản 300 2009 mọi người nhá. 2009 2010 bản liền lờ hoa. Đó, giá để mọi người con này chỉ 60 củ khoai thôi mọi người nhá, 60 củ khoai. Đó, bên này thì có một mẫu Super Harley bản 170 bản máy chữ V. Đó, có lọc gió luôn, giá chỉ có 81 củ khoai thôi mọi người nhá, 81 củ khoai thôi. Đó, giá thành cực kỳ phải chăng luôn. Đó. Sado bản kỷ niệm Honda này mọi người ơi. Đó, bản này là bản đặc biệt trong dòng Honda Sado luôn. Đó, bản này là bản 600, đăng ký lại 2020 mọi người nhá. Đó, chạy khá là bền bỉ luôn. Két nước làm mát bản 5 chữ V, giá để mọi người con này chỉ 155 triệu thôi mọi người nhá. Đó, Phantom. Phantom này là bản 4 thì đăng ký 2004 mọi người nhá, bản 200 phân khối. Đó, giá để mọi người em nó chỉ 39 củ khoai thôi. Super Harley bản 320 phân khối đăng ký vào 2010. Đó, trang bị thống 2 đĩa trước 1 đĩa sau phụ Oxdown. Đó, két nước làm mát bản máy đôi. Đó, lên chọn người là con hổ mang phía trước này. Đó, khá là đẹp luôn. Giá chỉ có 89 triệu thôi mọi người nhá, 89 triệu. Đó, một con xe siêu đẹp.
một cặp Super Hạc Lây bản 170. Đó, chiếc màu xanh này là đăng ký vào 2010. Đó, khá là đẹp luôn. Còn màu đỏ này là 2010, đăng ký lại 2018 mọi người nhá. Đó, chiếc màu đỏ này thì để trang bị cho người là bao da và ghế tựa lưng, giá chỉ có 65 triệu thôi mọi người nhá. Đó, 65 triệu. Bên này thì có một màu này thì đã trang bị cho người là thùng nhựa. Đó, màu xanh, giá chỉ cùng chỉ là 65 triệu luôn mọi người nhá. 65 triệu bản máy chữ V. Đó, Shadow bản 600. Đâu, bản này là bản 400 mọi người nhá. Đó, 400. Xe của 2019 đăng ký lại mọi người nhá. Đăng ký lần đầu là 1993 đăng ký lại. Đó, dòng này thì không khác gì như là trước 600 luôn, nhưng mà nó sẽ khác bọt một tí mọi người nhá. Đó, khác nó ghi đông này. Đó, giá chỉ có 149 triệu thôi mọi người nhá. 149 triệu. Rebel bản LC, bản cao cấp nhất trong dòng Rebel mọi người nhá. Đó, dòng này thì mọi người chạy khá là sướng luôn, khá là bốc mọi người nhá. Đó, trang bị hệ thống là hai đĩa trước, một đĩa sau, két nước làm mát đầy đủ, máy đôi. Đó, cảm chung đổ đầy đủ. Đèn trợ sáng, dòng này thì đã dọn lên kiểu dáng Harley rồi mọi người nhá. Đó. Ghi đông này, bao da này, giá chỉ có 58 triệu thôi mọi người nhá. 58 triệu. Super Harley bản 170, bản Visit Tone mọi người nhá. Đó, dòng này thì đăng ký vào 2013, bản hầm hố, bản to. Đó, giá chỉ có 50 triệu thôi mọi người nhá, 50 triệu thôi. Đó, anh chị em mình nào mà thích những chiếc to hầm hố này thì cứ liên hệ nhá. Đó, mọi người nào mà có thiện chí thì cứ nhấp máy lên và alo qua cửa hàng mình nhá. Đó, ba la bát bát bạt ngàn luôn. Một mẫu Super Harley, bản này là bản quái thú cửa hàng mọi người nhá. Đó, dòng này thì mọi người chạy khá là bền bỉ luôn. Đó, bản 125, giá chỉ có 79 triệu thôi mọi người nhá, đăng ký vào 2008, DD125. Đó, đầy đủ trang bị đầy đủ luôn, để trước để sau. Đó, máy đôi, két nước làm mát đầy đủ, đèn trợ sáng mọi người nhá. Đó, giá chỉ có 79 triệu thôi. Cùng là một mẫu Super Harley bản dạng dài, bản quái vật mọi người nhá. Máy đôi. Đó, đèn trợ sáng, đèn mắt cú đầy đủ hai bên này. Đó, rất chi là bốc luôn, ghi đông này. Đó, ghi đông ma quái mọi người nhá, giá chỉ cùng chỉ là xẻ rẻ thôi. 79 triệu thôi mọi người nhá, 79 triệu. Super Harley bản 300. Ở bản 300 này thì đang chạy là dây Cura mọi người nhá. Đó, mình sẽ đi xem phép mọi người là đi soi cho mọi người là cái dây Cura của nó nhá. Đó, dây Cura. Đây mọi người nhá, cái dây Cura đây mọi người nhá. Đó, không phải là bằng xích. Đó, dây Cura đây mọi người nhá. Đó, dây Cura. Dòng này thì mọi người chạy khá là bền bỉ luôn. Đó. Xe cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá, giá chỉ có 86 triệu thôi mọi người nhá. 86 triệu thôi, 2008. Một con xe cổ điển. Đó, cổ điển này là gọi là Honda Mazda 50 phân khối, đăng ký vào 2017 mọi người nhá. Đó, bản này lên liền hoa này, liền LA mọi người nhá. Đó, dòng này thì mọi người chạy không cần bằng lái luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân là chạy nghiệm vô tư mọi người nhá. Giá chỉ có 75 triệu thôi mọi người nhá, 75 triệu thôi. Đó. G Suzuki GZ 150, đăng ký vào 2018. Đó, bản này là giá để mọi người chỉ có 58 triệu thôi mọi người nhá, 58 triệu. LA đăng ký vào 1996, bản 250 phân khối. Dòng này thì xuất hiện rất nhiều trong các trường đua bằng A2. Đó, giá chỉ có 49 triệu thôi mọi người nhá, 49 triệu. Đó, LA. Rebel. Rebel này là Rebel 2008 mọi người nhá, bản 300. Đó, két nước làm mát, máy đôi, liềng hoa, giá để mọi người chỉ có 62 triệu thôi mọi người nhá, 62 triệu thôi. Đó, Suzuki GZ 150. Dòng này đăng ký vào 2013, FI. Đó, để nói về những dòng GZ này thì mọi người không thích một con xe đó mà tiếng máy không hầm hố mấy. Đó, nhưng mà nghiêng về tiết kiệm xăng. Đó, giá thành cũng rất chi là phải chăng luôn, giá chỉ có 40 triệu thôi mọi người nhá. Đó, 40 triệu thôi mọi người nhá, nhanh tay nhấp gọi ngay qua số cửa hàng mọi người nhá. Đó, bao la bát ngát bạt ngàn luôn. Đó, đợt này thì cửa hàng mình cũng đã về cho mọi người, đó chính là một mẫu SHI. Đâu, SHI mọi người nhá. Đó, SHI giá bằng SH Mo. Đó, dòng này là 150 phân khối mọi người nhá. SHI. Đó, mọi người cách phân biệt là SHI khác, SHI khác mọi người nhá. SHI thì mình ở dưới kia cũng có một con. Đó, chiếc màu trắng trắng đó mọi người nhá, màu trắng trắng đó. Đó. SHI này thì SHI này thì giá để mọi người chỉ có 42 triệu thôi mọi người nhá, 42 triệu thôi. Đó. Suzuki GZ 150 đăng ký 2014 rồi mọi người ạ. Đó, bản này thì đăng ký vào biển 37 Nghệ An rồi mọi người nhá, 37 Nghệ An lên ghi đông này. Đó, giá chỉ có 36 triệu thôi mọi người nhá, 36 triệu thôi. Đó. Phantom, bản này là bản 2 thì đăng ký vào 2002 mọi người nhá, két nước làm mát đầy đủ, dòng này đời cao. Đó, xăng nhất pha riêng mọi người nhá, giá cũng sẽ rẻ thôi, giá chỉ 70 củ khoai thôi mọi người nhá. Ở đợt này thì cửa hàng mình cũng đã về cho mọi người, đó chính là một mẫu Exciter 50 phân khối. Đó, dòng này là hàng tồn kho, thanh lý toàn bộ cho mọi người luôn.
Đó, 50 phân khối thì côn tự động luôn mọi người nhá, côn tự động này. Đó, thí điểm cho các anh chị em mình nào đó đang còn đi học. Đó, các cô gì lớn tuổi đó chưa bằng lái đi những cái dòng 50 này thì rất chi là tiết kiệm xăng và rất chi là hợp mọi người nhá. Đó, lốp nhỏ nhắn luôn. Đó, dòng này thì nhỏ như là 135 mọi người nhá. Đó, nhưng mà giá thành chỉ có 13 triệu thôi. Thanh lý toàn bộ luôn. Đó. Đây cửa hàng mình đang có màu đỏ đô này. Đó, màu vạ cam này, cửa hàng mình mới về được 3 chiếc thôi. Còn một màu xanh rêu của người nhá. Đó, có gì mình sẽ lên video sau cho mọi người luôn. Đồng giá cho mọi người hết là chỉ có 13 triệu thôi mọi người nhá, 13 triệu. Đó. Nó làm rất chi là đẹp luôn mọi người nhá. Đó, review bản 150 đăng ký 2021 mọi người nhá. Đó, DD150 giá để mọi người chỉ 43 triệu thôi mọi người nhá, 43 triệu. Phantom bản 4 thì giá để mọi người chỉ giá đăng ký vào 2001 mọi người nhá, bản 150 đăng ký ấy 2001. Đó, dòng này thì mọi người chạy khá là ok luôn, chạy xăng mọi người nhá, không phải là xăng với nhớt hai thì nữa rồi. Đó, giá để mọi người chỉ 45 triệu thôi mọi người nhá, 45 triệu thôi. Đó, còn rất chi là nhiều mẫu xe luôn. Ở trong quá trình mình quay mọi người có thể xem video được trực tiếp mọi người và chi tiết thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo nhá. Cửa hàng cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ. Revell bản 150. Dòng này đăng ký vào 2008 mọi người nhá, giá để cho mọi người chỉ có 30 triệu thôi. Đó, két nước làm mát đầy đủ luôn. Đó, bao la bát ngát bạt ngàn, nhiều rất chi là nhiều mẫu xe luôn mọi người nhá. Đó, Lifan đăng ký lần đầu 2020 luôn mọi người nhá. 2020. Đó, biển 67 An Giang rồi mọi người nhá. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn Lifan. Đó, Lifan 125 phân khối. Bản là bản máy 1 máy 2 của Bô, giá để mọi người chỉ 27 triệu thôi mọi người nhá, 27 triệu thôi. Revell bản 150 đăng ký vào 2017, giá để mọi người con này chỉ 49 triệu thôi mọi người nhá, 49 triệu. Suzuki GN 250 phân khối đăng ký vào 1996. Dòng này thì Classic cà phê mọi người chạy khá là sướng luôn. Đó, thích hợp cho các anh chị em mình nào mà tầm 35 tuổi quay đầu. Đó, chạy những cái dòng này thì mới thích hợp mọi người nhá. Đó, chạy mới khỏe được. Đó, cô chú nào mà kiểu là lớn tuổi chạy những cái dòng này rất chi là đau lưng mọi người nhá. Đó, giá để mọi người chỉ có 30 triệu thôi, 30 triệu. Rebel này thì cả mình đang căn chỉnh mọi người nhá. Đó, giá để mọi người sẽ rẻ thôi, 12 triệu thôi mọi người nhá, 12 triệu thôi. 67 mới tinh mọi người nhá, đây là màu đặc biệt. Đó, màu này là màu xanh ruby hay còn gọi là xanh bầu trời đấy mọi người ạ. Đó, bản máy đứng máy nằm luôn. Đó, dòng này thì mọi người chạy khá là bốc mà nhưng mọi người nhá. 110 phân khối. Đó, 67 hồi xưa thì chỉ có 170 và 67 hồi xưa chỉ có 50 phân khối thôi mọi người nhá. 50 phân khối thôi nhưng mà dòng này lên gấp đôi luôn. Đó, 110 phân khối mọi người nhá. Đó. Còn rất chi là nhiều mẫu xe luôn. 67 bạc này mọi người ạ. Đó, 67 bạc thì bên mình khá là còn đúng chiếc này thôi mọi người nhá. Giá để cho mọi người chỉ có 18 triệu thôi. Đó, 18 triệu thôi mọi người nhá. Đó, Revell này mọi người ơi. Revell 2011 bản 170 giá để mọi người chỉ 30 triệu thôi mọi người nhá. Đó, 30 triệu thôi. Đó, cúp tôm. Đó, cúp tôm này là cúp tôm liên doanh mọi người nhá. Đó, giá để mọi người 18 triệu thôi. Revell bản 125 đăng ký vào 2011 mọi người nhá, giá để mọi người chỉ có 35 triệu thôi mọi người nhá, 35 triệu. Cửa hàng mình còn 2 chiếc, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen. Đó, màu đỏ đây mọi người nhá, màu đỏ thì sẽ rẻ hơn. Đó, giá chỉ 32 triệu thôi. Đó, anh chị em mình nào mà thích những cái dòng nhỏ nhắn mà cổ điển này thì cứ liên hệ nhá. Đó, cúp tôm cũng là liên doanh luôn, 2010, 125 phân khối, giá để mọi người chỉ 17 triệu thôi mọi người nhá. Chỉ 17 triệu thôi. Đó, còn rất chi là nhiều mẫu xe cho người thâu lựa chọn luôn. Đó, Vespa mọi người ạ. Vespa này là Vespa 2014 FI. Đó, dòng này thì dành cho người giàu đi thôi mọi người nhá. Đó, nhưng mà giờ thì bình dân cũng chạy được luôn. Đó, giá chỉ rất chi là rẻ luôn mọi người nhá. Chỉ có 25 triệu thôi mọi người sở được một con Vespa siêu sang chảnh này rồi nhá mọi người nhá. Đó, Vespa siêu sang chảnh. Đó, AB này là AB 2009. Đó, FI. Giá để mọi người chỉ có 15 triệu thôi mọi người nhá. Đó, dàn áo không bể vỡ luôn. Đó, lên cho người là một màu xanh màu vàng cát 3D mọi người nhá. Đó, 15 triệu Honda. Đó. Mio, một con xe Nhật mà giá tàu mọi người ạ. Đó, dòng này thì Mio chạy rất chi là bốc luôn mọi người nhá. Thích hợp cho các chị em phụ nữ, đó, người thấp bé nhẹ cân đi những cái dòng này rất chi là hợp dáng mọi người nhá. Giá chỉ có 5 triệu thôi mọi người nhá, 5 triệu thôi. Đó, một dàn Lifan CG này mọi người ạ. Đó, đồng giá hết cho mọi người chỉ có 19 triệu thôi mọi người nhá. Đó, làm rất chi là giống Winindo hồi xưa luôn. Đó, đầu đèn vuông này. Đó, đầu đèn vuông này. Xi nhan hộp số vuông này, xi nhan vuông này. Đó, bản là bản máy đứng mọi người nhá, đồng giá hết cho mọi người là chỉ có 19 triệu thôi. Đó, và đó là tất cả những mẫu xe cả mình vừa mới review cập nhật tất cả cho mọi người nhá. Đó, thời gian thì có giới hạn, đó mình xin phép được ngừng luôn. Đó, trước khi xuống buổi video này, đó
thì mình xin được phép chúc lại tất cả anh dì cô chị chú bác nhà mình đang xem video này có thật là nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui bên gia đình. Ở ngày đầu tuần thì chúc tất cả mọi người mua may bán đắt, làm ăn thì luôn hạnh phúc và ấm no. Đó. Có bao la bát bát bạt ngàn luôn. Đó. Mọi người có thể liên hệ qua số này mọi người nhá. Đó, mình sẽ đi lên trước cho mọi người cùng liên hệ ra luôn. Đó, mọi người đảm bảo được ưng chốt trước nào rồi thì cứ nhấp máy lên và alo cho cửa hàng mình nhá. Đó, không thì mình xin phép được mời mọi người đến thăm cửa hàng mình luôn. Đó, địa chỉ cửa hàng thì mình thì nằm ngay đường số 14, Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mọi người nhá. Anh chị em mình nằm ở gần thì mình xin phép được mời mọi người đến thăm luôn mọi người nhá. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ạ. Mọi người xem clip thì cho cửa hàng mình xin một lượt đăng ký vào kênh và một lượt chia sẻ, một lượt và một thông tin chia sẻ và một lượt like mọi người nhá. Cảm ơn cửa hàng của mọi người rất là nhiều luôn ạ.